Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Của phi nghĩa chẳng được ích chi, song sự công bình giải cứu khỏi chết. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công bình chịu đói khát, nhưng Ngài xô đuổi sự ước ao của kẻ ác đi. Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn, còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan, song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. Có phước lành giáng trên đầu kẻ công bình, nhưng miệng kẻ ác giấu sự cường bạo. Kỷ niệm người công bình được khen ngợi, song tên kẻ gian ác rụt đi. Người có lòng khôn ngoan nhận tiếp những điều răn, nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã. Người nào theo sự ngay thẳng đi vững chắc, còn kẻ làm cong vạy đường lối mình bị chúng biết. Kẻ nào nheo mắt làm cho ưu sầu, còn ai có miệng ngu muội bị sa ngã. Miệng người công bình là một nguồn sự sống, nhưng miệng kẻ hung ác giấu sự cường bạo. Sự ghen ghét xui điều cãi lộn, song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm. Trên môi miệng người thông sáng có sự khôn ngoan, nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ thiếu trí hiểu. Người khôn ngoan dành để sự tri thức, nhưng tại cớ miệng kẻ ngu muội, sự bại hoại hòng đến. Tài sản kẻ giàu có là cái thành kiên cố của người, song sự hư nát của người khốn khổ là sự nghèo nàn của họ. Lao khổ của người công bình hướng về sự sống, còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi. Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống, nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc. Người giấu sự ghen ghét có môi dối giả, và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là người khôn ngoan. Lưỡi người công bình giống như bạc cao, còn lòng kẻ hung ác không ra gì. Môi miệng người công bình nuôi dạy nhiều người, nhưng kẻ ngu dại chết vì thiếu trí hiểu. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Kẻ thiếu trí hiểu coi sự làm ác như chơi, nhưng người thông sáng thích sự khôn ngoan. Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ắt sẽ xảy đến cho nó, nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Khi gió trốt thổi qua, kẻ hung ác không còn nữa, song nền của người công bình còn đến đời đời. Như giấm ghê răng, như khói cay mắt, kẻ làm biếng nhác đối với người sai khiến nó là vậy. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng, còn năm tuổi kẻ ác sẽ bị giảm bớt đi. Sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi. Con đường của Đức Giê-hô-va như một đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng nó là sự bại hoại cho kẻ làm ác. Người công bình chẳng hề bị rúng động, song kẻ ác không được ở trên đất. Miệng người công bình sinh sự khôn ngoan, duy lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị trút. Môi người công bình biết điều đẹp ý, nhưng miệng kẻ hung ác chỉ nói sự gian tà. Chương 7. Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển,
hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng: chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là 144,000 người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Israel. Trong chi phái Juda, 12,000 người được đóng ấn. Trong chi phái Ruben, 12,000. Trong chi phái Gác, 12,000. Trong chi phái Ase, 12,000. Trong chi phái Nephtali, 12,000. Trong chi phái Manasse, 12,000. Trong chi phái Simeon, 12,000. Trong chi phái Levi, 12,000. Trong chi phái Issachar, 12,000. Trong chi phái Sabulon, 12,000. Trong chi phái Joseph, 12,000. Trong chi phái Benjamin, 12,000 đều được đóng ấn. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Và hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Amen. Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Chương 5. Ngày thứ ba, bà Est mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Est đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà Est cây phủ việc vàng ở nơi tay mình. Bà Est lại gần và rờ đầu cây phủ việc. Vua nói với bà rằng: hỡi hoàng hậu Est, ngươi muốn chi, cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Est nói: nếu nhiệm ý vua, xin vua và Haman ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Vua bèn bảo rằng: hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà Est đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Est rằng: nàng xin điều gì tất sẽ nhậm cho, nàng cầu khẩn việc gì dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà Est đáp rằng: này, điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao, xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy Mardochê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mardochê. Dẫu vậy, Haman nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua. Haman cũng nói: trừ ra một mình ta, hoàng hậu Est
chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn. Và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy mặt đôi chê người Giu-đa ngồi tại cửa vua. Xê-rết vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng: hãy biểu dựng một mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo mặt đôi chê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Ha-man, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Chương 6. Đêm đó vua không ngủ được, nên truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa toan tra tay vào vua A-xê-ru. Vua nói: vì công sự ấy Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: người chẳng được chi hết. Vua hỏi: ai ở nơi viện trung? Vả, Ha-man đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mạc-đô-chê nơi mộc hình mà người đã dựng cho Mạc-đô-chê. Các thần bộc của vua thưa rằng: kìa, Ha-man đứng nơi viện trung. Vua bèn nói: người hãy vào. Ha-man bèn vào. Vua nói với người rằng: phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Ha-man nghĩ thầm rằng: vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy Ha-man bèn tâu rằng: hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cởi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng: người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Ha-man rằng: hãy mau mau đem áo triều và ngựa y như lời ngươi nói mà mặc cho Mạc-đô-chê người Giu-đa đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. Ha-man bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cưỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng: người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đoạn Mạc-đô-chê trở về cửa vua, còn Ha-man lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Ha-man thuật lại cho Xê-rết vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy các người khôn ngoan và Xê-rết vợ người nói rằng: ông đã khởi mọi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến lật đật đưa Ha-man đến dự tiệc yến mà bà Esther đã dọn. Chương 7. Vậy vua và Ha-man đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Esther. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Esther rằng: hỡi hoàng hậu Esther, ngươi muốn xin sự gì tất sẽ ban cho ngươi, muốn cầu gì dầu cho đến phân nửa nước tất cũng ban cho. Hoàng hậu Esther thưa lại rằng: ôi vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. Vua Ashuru nói với hoàng hậu Esther rằng: kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai và nó ở đâu? Bà Esther thưa: kẻ cừu thù ấy là Ha-man độc ác kia. Ha-man bèn lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Ha-man vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Esther cứu sanh mạng mình.
Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Haman đã phục xuống trên ghế dài nơi bà Esther đang ngồi. Vua bèn nói, trong cung, tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Haman lại. Hạc-bô-na, một hoạn quan chầu trực vua, rằng, kìa, cây mộc hình cao 50 thước mà Haman đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng, hãy treo nó lên đó. Người ta bèn treo Haman nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. Chương 8. Ngày đó, vua Asheru ban cho hoàng hậu Esther cái nhà của Haman kẻ ức hiếp dân Juda. Còn Mạc-đô-chê đi vào trước mặt vua vì bà Esther đã bày tỏ người là thân thuộc mình. Vua cổi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi Haman và ban cho Mạc-đô-chê. Bà Esther đặt Mạc-đô-chê trên nhà Haman. Bà Esther lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Haman người Agag đã toan ý hại dân Juda. Vua đưa cây phủ việt vàng ra cho bà Esther. Đoạn bà trỗi dậy và đứng trước mặt vua mà rằng, nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện ích và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹo của Haman con trai Hammedatha người Agag viết đặng truyền giết những dân Juda ở trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi. Vua Asheru nói với hoàng hậu Esther và Mạc-đô-chê người Juda rằng, này, ta đã ban cho bà Esther nhà của Haman, còn hắn người ta đã xử treo mộc hình, bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Juda. Vậy hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được. Bây giờ nhằm tháng 3 là tháng Sivan, ngày 23. Những thầy thơ ký được gọi vào. Họ y theo mọi điều Mạc-đô-chê dạy biểu mà viết cho dân Juda, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, tức 127 tỉnh, viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Juda thì theo chữ và tiếng của họ. Mạc-đô-chê viết nhân danh vua Asheru và ấn dấu bằng chiếc nhẫn vua, rồi sai lính trạm đem thơ đi cởi ngựa hăng và ngựa nòi, bởi ngựa để giống sinh ra. Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Juda ở trong các tỉnh các thành của nước Asheru hiệp lại nổi trong một ngày, là ngày 13 tháng 12, tức tháng Ada, đặng binh vực sanh mạng mình, tuyệt diệt, đánh giết và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hãm hiếp mình, vợ và con cái mình, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh, một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho người Juda sẵn sàng về ngày đó mà trả thù các cừu địch mình. Vậy những lính trạm cởi ngựa hăng và ngựa nòi, vân mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong kinh đô Susa. Mạc-đô-chê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Thành Susa cất tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần dân Juda thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Juda, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Juda, bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Juda lắm. Chương 9. Tháng 12 là tháng Ada, ngày 13. Khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Juda ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi, chính các người Juda đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình.
thì dân Giu-đa hiệp lại tại các thành trong khắp các tỉnh của vua Asheru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình. Chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm. Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân Giu-đa vì họ kính sợ Mạc-đô-chê. Vì Mạc-đô-chê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh. Bởi người, Mạc-đô-chê càng ngày càng cao trọng. Dân Giu-đa hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào ghét họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn. Tại kinh đô Su-sơ, dân Giu-đa đánh giết 500 người, và họ cũng giết phạt sang Đa-tha, Đanh Phong, A-ba-tha, Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha, phạt Ma-ta-sa, A-ri-sai, A-ri-đai và Va-ye-sa-tha, tức là 10 người con trai của Ha-man. Cháu Ham-mê-đa-tha là kẻ hãm hiếp dân Giu-đa, nhưng chúng không tra tay vào hóa tài. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hai số những kẻ bị giết trong kinh đô Su-sơ. Vua nói với hoàng hậu Esete rằng, dân Giu-đa đã giết chết tại trong kinh đô Su-sơ 500 người và 10 con trai của Ha-man thay. Lại trong các tỉnh của vua, chúng còn đã làm chi nữa? Bây giờ nàng xin gì? Tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa? Tất sẽ làm cho. Bà Esete thưa rằng, nếu đẹp ý vua, xin hãy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay, và cho phép treo nơi một hình 10 con trai của Ha-man. Vua bèn truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ, và người ta treo 10 con trai của Ha-man. Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày 14 tháng của A-đa và giết 300 người ở tại Su-sơ, nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tài. Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua bàn hiệp lại binh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài. Việc ấy xảy ra nhằm ngày 13 của tháng A-đa, còn ngày 14 tháng ấy chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở các nơi hương thôn lấy ngày 14 tháng A-đa là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Mạc-đô-chê ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-xê-ru hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng A-đa. Vì trong ngày và tháng ấy, dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an. Sự đau đớn đổi ra mừng rỡ, và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ. Lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Giu-đa nhận làm theo việc mình đã khởi làm và theo điều Mạc-đô-chê đã viết gửi cho mình. Vì Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha dân A-gát, kẻ hãm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi, và có bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà Esete đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Ha-man đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của hắn, và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi một hình. Bởi cơ đó, người ta cứ theo chữ Phu-rơ mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình. Mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ này và theo thì nhất định, chẳng ai nên bỏ bê. Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời, chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi giữa dân Giu-đa, và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ. Hoàng hậu Esete, con gái của Abihai và Mạc-đô-chê người Giu-đa, lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân Giu-đa gìn giữ lễ Phu-rim. Người lấy lời hòa bình và chân thật
mà gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong 127 tỉnh của nước Asheru, đang làm chứng quyết định các ngày Phu-ri-m ấy theo thì tiết nhất định, y như Mạc-đô-chê người Giu-đa và hoàng hậu Ê-sơ-tê đã dạy biểu chúng, và y như chúng đã lập lấy cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiêng ăn và ai khóc. Lệnh mạng của bà Ê-sơ-tê định việc giữ các ngày Phu-ri-m, đoạn điều đó được chép vào sách. Chương 10. Vua Asheru bắt sứ và các cù lao của biển nộp thuế. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Medi và Pherêsơ. Vì Mạc-đô-chê người Giu-đa làm tể tướng của vua Asheru trong vòng dân Giu-đa, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.